Tác phẩm Biến cố làng thủ đô. Tác giả Phạm Gia Trang. Tiếng dép tổ ong dẫm vào mặt đất cùng với bóng một chàng trai lao đi vun vút, bất chấp cái nóng khủng khiếp của buổi trưa Sài Gòn. Đúng là cậu ta đang rất vội vã. Đôi dép không thể theo kịp vận tốc chạy của cậu, đã văng đi mỗi nơi một chiếc. Cậu không quan tâm. Bằng đôi chân trần, cậu băng qua bãi rác của thành phố, chân bật máu vì những mảnh ván sắt nhọn đầy đường. Nhưng cậu không dừng lại dù chỉ một giây. Cậu cố chạy thật nhanh về hướng khu nhà ổ chuột, và cậu đang khóc. Nước mắt và cả tiếng nấc nghẹn ngào thi nhau tuôn rơi. Khu ổ chuột nơi cậu ở bình thường làm gì có ai ngoài đường giờ này. Một tiếng động cũng chẳng có. Nóng quá, đến chó mèo cũng chẳng muốn vận động. Tất cả đều hạn chế tối đa việc tạo ra thêm nhiệt. May ra có tiếng vo ve của lũ ruồi lục lọi tìm đồ ăn cả ngày. Vậy mà hôm nay lại có nhiều người tụ tập. Họ xì xào, bàn tán. Tất cả đều hướng về một chốn rất thân quen của cậu. Không quen sao được, khi đó là nơi cậu, mẹ và em gái cùng sống suốt nhiều năm qua. Tránh ra, xin hãy cho con qua. Vừa thấy cậu, mọi người đều dạt ra hai bên. Cậu bước vội vã qua những ánh mắt đầy thương cảm. Mấy người phụ nữ bật khóc. Mẹ ơi, em ơi. Tiếng thét như muốn xé toan bầu trời. Cậu chạy nhanh vào ngôi nhà nhỏ đã bị cháy rụi. Lửa đã tắt, nhưng chẳng còn lại gì nữa. Cậu bước vội vã qua đống ngổn ngang, tiến sâu vào trong ngôi nhà, bất chấp sự ngăn cản của anh lính cứu hỏa. Không ai đủ sức ngăn cản cậu. Cậu vào tới một nơi có vẻ như phòng ngủ, mà cũng có khi là phòng khách. Xới tung tất cả mọi thứ lên. Nước mắt vỡ òa, cậu ngã quỵ xuống. Từ trong đống tro tàn lộ ra xác một người phụ nữ. Là mẹ cậu. Cậu ôm mẹ thật chặt vào lòng. Tất cả đều im lặng. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của cậu lúc này. Một viên ngói rớt từ mái nhà cháy rụi xuống trúng đầu cậu, vỡ ra làm đôi. Cậu chẳng bận tâm, cứ để máu chảy hòa với nước mắt. Không nỗi đau thể xác nào sánh được với nỗi đau mất mẹ. Anh ơi! Một tiếng gọi run rẩy khe khẽ. Cậu giật mình quay lại. Đó là Thu Trang, em gái cậu. Cô bé có vẻ đầy sợ hãi và mệt mỏi, đang tựa vào một người đàn ông lớn tuổi, đội chiếc nón cao bồi. Khuôn mặt ông có vẻ không phải là người xấu, với cặp lông mày rậm, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt nhìn cậu chằm chằm. Cô bé gắng gượng bước lại phía mẹ và anh trai Hải Phong của mình. Hai anh em cùng ôm mẹ khóc. Mọi người xung quanh cũng không kìm được nước mắt. Sao tai họa lại đổ lên đầu gia đình nhỏ bé này chứ? Một phụ nữ đơn thân hiền lành, ngày ngày chỉ biết làm lụng nuôi con. Hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm hãnh diện của cái khu ổ chuột này. Hải Phong ngoảnh lại nhìn người đàn ông khi nãy như ông đã đi mất. Cậu biết có điều gì đó đã xảy ra, nhưng Thu Trang đang quá hoảng loạn nên cậu không hỏi, chỉ ôm em và mẹ. Những hình ảnh hạnh phúc trong căn nhà nhỏ cứ lần lượt kéo về trong tâm trí cả hai anh em.